Hello anh em, đến clip ngày hôm nay thì Tú sẽ đợt trước Tú có hứa quay chiếc rim này á, thì bữa nay Tú đã trở lại với cái shop TM Racing để Tú quay chiếc rim mà độ 100 triệu. Cái chiếc rim này có lên trên cái trang báo là hai bánh.vn là nha anh em. Thì bữa Tú đọc bài báo đó xong rồi Tú tò mò rất là nhiều thứ, không biết trang bị những cái gì mà nó đến 100 triệu. Ok, bây giờ Tú cùng anh em sẽ đi khám phá chiếc rim này luôn nha. Thì cái chiếc rim này á, là mẫu rim lùn nha anh em. Ở khu vực Tú người ta hay gọi chiếc này là chiếc rim lùn á. Còn chiếc rim super, rồi chiếc rim thái, rồi chiếc rim mà bình thường anh em hay chạy á là nó khác nha. Rim lùn thì cái đầu đèn nó như vậy nè. Ở cái phần đồng hồ với bợ cổ này kia các kiểu ha, này xe này dọn theo cái hình thức là zin đó anh em. Nên những cái cùm nè, cùm công tắc, cùm bên này, cùm ga vẫn giữ zin á. Thì xe này nó cũng khá là lâu rồi nên đồ đạc trên xe nó cũng cũ kỹ này kia, kiểu thì chủ xe cũng tân trang nó lại từ con ốc, từ món đồ nho nhỏ trên xe luôn đấy, mới hết nha. Ở cái phần đồng hồ thì mấy chiếc rim ngày xưa với lại cái dòng này nó cũng vậy anh em thấy không, chỉ có báo xăng, báo km, rồi trên này thì xi nhan, đèn mo, đèn pha, chứ cái đồng hồ này nó không có được nhiều thứ giống như là những cái xe đời mới mình giờ ha. Tuy nhiên á, là ở phần đồng hồ với hai cái cùm của chiếc xe này á, là được nhập bên Thái về nha anh em, chứ không phải là đồ Việt Nam. Nó chỉ hình thức của nó là như zin thôi nhưng mà đồ của Thái hết. Bởi vì cái xe này nó mới cái giá trị nó mới cao, nó nằm ở cái phần là đồ nhập về, nó mới giá trị nó cao là nằm chỗ đó đó anh em. Bao tay thì xe này đang đi một cái bao tay Daytona. Những cái đường họa tiết trên bao tay anh em thấy ok không? Thì để bây giờ Tú sẽ báo giá cho anh em nghe luôn ha. Cái phần bao tay Daytona này nè, nó dao động từ 350 tới 400k một cặp. Cái phần gù là gù Takegawa gì á, là của Nhật đó anh em. Thì cái phần gù này á là nó dao động giá từ 800 mấy đến 900 ngàn tùy theo khu vực anh em bán thôi. Cái giá đồ chơi xe nó không có chính xác được đâu anh em, tôi hứa thiệt luôn á, tôi chỉ báo cho anh em tham khảo vậy thôi ha. Thì cái xe này đang đi ba loại ốc nha anh em. Một á là GR5, hai á là ốc Salaya, ba là ốc Siken. Thì tí mình quay tới đâu rồi anh em để ý tới đó ha. Nhưng mà ốc GR5 trên xe này không có nhúng màu nha. Ở cái phần mặt nạ ha, thì đơn giản, tính là mấy xe đời xưa người ta làm đơn giản ghê, không cầu kỳ gì hết trơn. Thì hồi nãy chủ xe nói là còn thiếu một cái ba ga đằng trước này nữa, thiếu một cái ba ga đang đặt gia công titan đó anh em, là cái đó phải gia công nha, đặt người ta mới gia công. Giống như anh em có hỏi Tú ở mấy cái cảng, mấy cái ba ga ngay đây titan bao nhiêu tiền, thì đụng tới titan là nó mắc lắm, cái triệu mấy không á, có cái mấy triệu nữa, nhưng mà phải đặt theo xe gia công chứ không có bán sẵn nha. Sẵn á là người ta để là người ta trưng bày thôi. Thì bây giờ mình đi xuống với dàn chân xe này nha anh em. Dàn chân hơi bị sáng luôn á, dàn chân này dàn ưng thiệt chứ. Ví dụ mà anh em có tiền á mà anh em không thích màu mè, anh em đi dàn chân này khá là ngon nha. Để bây giờ Tú sẽ kể chi tiết ở cái phần dàn chân này cho anh em nghe. Thì cái phần phuộc với đùm là zin ha, chỉ có tăng trang nó lại thôi. Còn ở cái phần nền là nền Excel rim. Thì cái phần nền này á, nó có giá dao động từ 8 đến 9 triệu nha anh em. Là một cặp á, là một cái trước cái sau á, là nó dao động từ 8 đến 9 triệu một cặp như vậy. Thì ở cái phần nền này nó được một cái á, là nó sẽ cho mình hai cái lỗ xúc bắp. Ở đây thêm một lỗ nữa nè anh em. Đấy, hai lỗ ha. Thì theo Tú suy nghĩ thì nếu mà hai lỗ như vậy thì mình sẽ đi chung với một cái ruột là hai cái xúc bắp, đặng có gì là mình bơm được hai lần, bơm đèn cái. Người ta thiết kế ra chắc là nó phải có công dụng đúng không anh em. Tú thì có thể cái trình Tú chưa chơi được cái niền này đâu nên Tú chưa có tìm hiểu được hết, mà sau này lỡ Tú có trúng số thì Tú sẽ tìm hiểu nhiều cái món đồ riêu, đồ mắc tiền này kia đặng cho anh em có trải nghiệm thôi.
Còn giờ hiện tại thì ăn cơm với nước mắm, tối thì ăn mì không à, nên không có dám mơ mấy cái này đâu. Ở cái phần câm xe này á là câm Nova bao sáng luôn. Có ngay cái chỗ này nè anh em, ngay cái càng thắng là cái càng thắng Takegawa. Chi tiết sắc sảo ghê không? Thì ở cái phần cái càng thắng với cái nấm chỉnh này á là giá nó dao động từ 2 triệu mấy á, cho nó từ 2 triệu tới 2 triệu 7 đi, 2 triệu tới 2 triệu 7 đi, nằm khoảng đó đó anh em. Thì ở cái phần cốt á thì xe này là đi một cây cốt hai đầu gan, đang gắn hai cái con tán bích, đi hai con tán bích GR5 á anh em. Thì con này không nhúng màu luôn, giữ nguyên cái màu đặc trưng của nó nè. Đó bên này một cái nữa ha. Ở trong này á thì đi một cái cục canh Salaya. Ở cái phần vỏ xe này đằng trước với đằng sau đi chung một cái thương hiệu Dunlop, nhưng mà nó chỉ khác cái size vỏ thôi nha anh em. Ở đằng trước thì đi Dunlop TT900 nè. Thì cái size đằng trước của cái xe này đang đi là size 70, 80, 17. Thì cái size này thông dụng, xe này đâu có đua bơi gì đâu, xe kiển mà, dọn cái trăm triệu hai đầu sách đi đua đúng không anh em. Đấy thì 70 là đi vừa chiều dạo phố cà phê này kia kiểu đi ok, khá ngon anh em. Giờ mình đi luôn cái cục máy đi. Cục máy thì nó cũng bình thường thôi, chỉ có là đầu lòng với dên là của Alpha, với lại đi thêm một số chi tiết giống như là cái nắp chụp ở bên cái bánh cam á. Thì cái nắp này á là người ta thiết kế là nó có mấy cái lá giống như kiểu như là tản nhiệt gì đó anh em. Cái này nó bằng nhôm, người ta CNC nó lên nha anh em. Thì cái này nó có giá 1 triệu mấy á. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà nó đắt tiền. Một hồi qua bên kia, cái cục bên kia nó còn mắc hơn cục này nữa anh em. Cục này còn nhẹ đó. Tới ngay chỗ này, cái Tú thấy có cái cục gì nhỏ nhỏ mà nó đen đen vậy nè anh em, thấy nó lạ quá. Đó. Thì Tú mới vừa hỏi chủ xe thì chủ xe nói là cái cục này là cái cục IC. IC nhỏ hơn hai ngón tay Tú nữa anh em. Thì cái cục IC này hiệu Takegawa. Đọc cái này hồi lẹo lưỡi luôn anh em. Khó đọc quá nè. Thì cái cục này á là thì tầm giá khoảng 1.3 tới 2 triệu nha anh em. Cái cục gì nè. Thì nào giờ Tú chạy thì Tú cũng không biết nó chạy như thế nào, cục này ngon hay không Tú cũng biết, nhưng mà Tú thấy trên xe thắc mắc thì Tú quay anh em coi thôi. Khám phá xong cục máy này là nó hết cái video luôn rồi vừa. Tại vì cái phần cục máy xe này nó nặng tiền lắm anh em. Hồi nãy cục này 1.000.000 rồi ha. Tới cái cục ở trên này nữa nè anh em, cục này cũng 1.000.000 nữa. Đấy. Rồi xong nó tới hai cái nắp chụp của Takegawa luôn. Cái cục trên này nè, nó khuất quá, đâm ra không quay được cho anh em coi cái chữ thôi. Một cục ha. Xuống dưới này một cục nữa nè. Thì nó mới có phần này không mà anh em thấy nó ra như đó tiền rồi. Ở cái phần cục máy, ở đây mình có một cái cục đỏ đỏ. Cái cục này là cục mobile nha anh em, CFBOT. Cục này giá dao động của nó nằm khoảng 3 triệu rưỡi tới 4 triệu. Thiết kế khá là gọn luôn anh em. Nè, nhìn nó đồng thủ đồng dĩ vậy ha. Như gồm IC ở trên cũng vậy nè. Rồi cái cục mobile nằm ngay đây luôn. Thì con ốc ngay chỗ cái chân trống nghiêng á là con ốc Salaya. Rồi mình lên ngay đây thì ốc GR5 nè. Cái xuống dưới đây cái là Salaya. Lỡ rồi mình lết xuống miếng nữa nè. Cả này quay mấy cái xe này trong nhà khỏe lắm, lết không à. Còn quay mấy xe ngoài ruộng hay không. Ở nhà Tú thì đi bộ với lại ngồi. Thì ở đằng sau cái xe này đang đi một cái cặp phục Takegawa. Tôi đọc họ về tôi lẹo lưỡi luôn á, Takegawa. Một cặp phục vậy có giá dao động từ 14 đến 15 triệu một cặp tùy nơi bán nha anh em. Ở cái phần nhông sinh dĩa xe này cũng khá là mắc tiền nha anh em. Ở phần dĩa nè với cái phần nhông là Tikaco. Tôi đọc theo chủ xe nấu thôi chứ mà Tú cũng không biết cái đó là cái gì nữa anh em. Nào giờ không có tiền chơi đến mấy cái đó không biết ha. Thì cái này với cái này là cái dĩa với cái nhông á, hai cái món đó là 1.1 triệu nha anh em. Cộng sên á thì sên DAD 1.9 triệu, đơn giản không, cộng với sên 1.9 triệu. Ở cái bằng dàn chân đằng sau thì nó cũng như dàn chân đằng trước rồi ha. Tuy nhiên á là đằng sau vỏ nó lớn hơn tí, ở đằng sau thì size 80 80 80 17 80 80 17 luôn nha anh em. Đằng trước thì 70 80 17, đằng sau thì 80 80 17. Thương hiệu thì nó cũng như đằng trước thôi, nó vẫn là Dunlop, niền vẫn là niền Excel rim, cam vẫn vậy luôn, cam Nova. Cái phần cạc te của cái xe này á là cạc te Takegawa. Thì cái phần cạc te này không á là 1.7 triệu đến 2 triệu nha anh em. Ở cái phần gấp đằng sau thì nó bình thường thôi, nó không gì đặc biệt ha, nên mình không kể ha. Xe này cũng đổi là một cái tăng sên đầu chơi, cái bát tăng sên đầu chơi nè anh em. Kèm theo đó là hai ngóc cốt GR5.
Ok anh em ơi, thì cái phần đuôi xe này thì nó cũng bình thường thôi, nó mới đặc biệt ha. Em thấy cũng đặc biệt rồi. Nó đặc biệt đây nè, cái này là mới ghê nè. 5 mùng 10, 10 cộng 10 là 20, 20 là nó tính số 0, là bù. Nhưng mà hiện tại bây giờ biển số bù nó thịnh hơn biển số 9 mới lạ đó anh em. Nó lạ chỗ đó nha. Thì ở cái phần mà cái càng thắng ở đằng sau á, với cái cục canh thì nó cũng như lần trước vậy anh em. Càng thắng thì Takagawa, cục canh á thì là Salaya. Tuy nhiên á, đằng trước nó khác đằng sau cái là anh em biết sao? Đằng sau nó nặng tiền hơn. Đằng sau là đi cái đũa thắng kèm theo cái bát bắt vô cái má đùm là bằng Titan. Còn cái phần lò xo này á thì Salaya thôi. Để giờ Tú gán Tú quay được cái đũa thắng cho anh em coi nha. Đó anh em thấy không? Hai cái cây đũa mà nó có xanh xanh vàng vàng đó là hai cây đó là một cây đũa thắng với một cây chịu cái má đùm thôi nha. Tuy nhiên là nó nằm khuất quá, nằm ra Tú quay nó không được chi tiết nhiều hơn. Đấy, nó bị khuất tốt ở trong đó. Ở cái phần bô với phần gác chân á thì của Rim 125 thôi nha anh em. Ở cái phần giò đạp á, phần giò đạp thì Takegawa. Đảo anh em nhìn vô đạp. Tả đi chứ. Đó anh em thấy không? Ưng không? Trời ơi, tới tiền luôn. Đấy. Sương sương thì cái giò đạp này có tầm 1.5 triệu tới 2 triệu một cái tùy chỗ quán. Đây nè, còn cái này có mắc tiền nữa nè anh em. Cái phần cánh bướm Grab gì nè, nói chung mà chữ nó nhỏ quá, sợ lấy nét không rõ anh em thông cảm nha. Đó, nó là nó sẽ thiết kế cho mình mấy cái rãnh như vậy để tản nhiệt đó anh em. Thấy không Chung? Nè, nó thiết kế cho mình mấy cái rãnh như để tản nhiệt á. Thì cái cục này sương sương có 3 triệu mấy tới 4 triệu anh em. Thì cái phần mobile nó nối cái cọng dây qua đây, nãy tôi quay anh em cũng thấy rồi ha. Nè, cái đầu chụp nó như vậy nè, nó cũng lạ hơn người ta nha. Ở cái phần ống xăng á, thì ngay đây là cái co này là cái co inox. Cái lọc xăng thì lọc xăng Nhật. Thì nguyên một cái bộ như vậy thì nó nằm giá khoảng 500 ngàn thôi anh em. Đấy, nghe nó đơn giản quá, chừng 500 ngàn à. Ở cái phần cản thì cản zin thôi, xi lại cho nó ken, span nè. Yên thì yên zin, lạp lại với lại gọt cắt nè. Cắt gọt này kia cho nó có góc cạnh nè. Riêng gì bữa giờ Tú quay cho anh em coi là bữa giờ ở đây là chiếc này là chiếc thứ 3. Nhưng mà chiếc này mới được nổ máy, tại mấy chiếc kia nó nổ máy là nó rung tủ kiến hư hết. Chiếc này nó im, mới dám nổ máy nè. Chó thở sau xe này nổ máy như vậy luôn á, nó im. Đúng cái câu nói người ta nói là im như chó thở. Lên trước nè, cho anh em nghe cục máy nè. À, đúng im luôn anh em. Phải mà Exciter mà người ta thiết kế ra cái cục máy mà nó im như vậy, tới tiền luôn á. Mai mốt mà Tú già chắc Tú cũng làm chiếc giống vậy. Sáng chở vợ đi uống cà phê. Này có ai cho dọn xe trả góp không ta? Bữa nào biết mình đi dọn chiếc Winner trả góp anh em. Xong rồi chiếc xe này coi như là quay tới đây là chi tiết rồi đó. Tự anh em nãy giờ cộng giá lại giúp Tú nha. Chứ Tú nghe giá nãy giờ cái đầu Tú nhảy số luôn rồi. Giờ lú luôn rồi. Hết biết luôn rồi. Mình bây giờ mình đi xương xương cái shop TM Racing này mình nghiên cứu ha. Thì Tú hy vọng là trong tương lai Tú sẽ có tiền. Mình để dành tiền thì chắc ăn luôn. Chắc ăn là mình phải tự để dành tiền là chắc ăn. Còn cái trúng số thì mình chỉ không hy vọng được anh em. Đấy thì Tú hy vọng là trong tương lai Tú có thể dành được tiền. Tú có thể mở được một cái chỗ kinh doanh nho nhỏ giống như vậy thôi. Hộ đó, quanh đây đĩa ở trên mâm đã không anh em. Thôi Chung ơi,
đi chung ơi. Coi họ chạy nước miếng, chạy nước miếng quá, thèm quá. Quay sơ sơ anh em coi chứ thèm quá. Bên này là Salaya, bên kia khác Salaya. Xưa xưa anh em coi cái chiếc xe độ mười mấy triệu anh em, đạt tốc độ từ 0 tới 100 km trong vòng mấy giây thôi nè. Chiếc này nè, để khi nào mà muốn nổ máy thì Tú quay cho anh em coi, giờ nó chưa nổ máy. Ok anh em ơi, thì nói chung thì tổng quan chiếc xe này thì nãy giờ có bao nhiêu chi tiết trên xe thì Tú cũng ráng mà Tú mò, Tú lớp, Tú lăn, Tú lộn để Tú quay cho anh em coi chi tiết nhất có thể trên chiếc xe này. Cầm 100 triệu dọn chiếc xe này anh em thấy quả thật là rất là xứng đáng nha anh em. Rồi ok anh em ơi, nói chung mà chắc là Tú phải về rồi, tại vì trời chuyển mưa và chiều rồi, nên thôi chắc là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này nha. Anh em thích video này cho Tú xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye, gặp lại anh em clip tiếp theo nha.